Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo đại diện Viện Kiểm sát nhận định, trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan là người chủ mưu, cầm đầu gây ra hậu quả gây ra trong vụ án đặc biệt lớn là hơn 498.000 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các tài sản đảm bảo đã được công ty định giá Hoàng Quân định giá,

dư nợ gốc các khoản vay của Trương Mỹ Lan chiếm 93% tổng dư nợ gốc của 23.042 khoản vay còn dư nợ tại ngân hàng SCB. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan còn gặp gỡ bàn bạc và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn đưa hối lộ cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu đô la Mỹ tặng quà tiền cho các thành viên khác trong đoàn thanh tra để che giấu thực trạng yếu kém của SCB để không đưa SCB vào kiểm soát đặc biệt. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, dữ liệu điện tử và lời khai của các bị cáo khác, có đủ căn cứ để xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã phạm vào tội đưa hối lộ. Theo viện kiểm sát nhân dân, quá trình xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan liên tục phủ nhận hành vi phạm tội mà cáo trạng cáo buộc, trong khi đó, nhóm lãnh đạo cán bộ SCB là những người am hiểu pháp luật, giỏi chuyên môn thừa nhận tiếp tay cho bị cáo Trương Mỹ Lan rút ruột ngân hàng. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm bị cáo Lan phạm tội nhiều lần, phạm tội có tổ chức, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước. Đây là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Ngoài ra, đại diện viện kiểm sát nhân dân còn cho rằng bị cáo Lan không hề ăn năn, còn đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền và các bị cáo khác ở SCB. Do đó cần nghiêm trị tương xứng đối với hành vi phạm tội. Từ đó, đại diện viện kiểm sát nhân dân đề nghị mức án 10 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng với bị cáo này. Với tội hối lộ, mức án đề nghị là 20 năm, tội tham ô là tử hình. Tổng hợp hình phạt bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị là tử hình. Tại phiên tòa sơ thẩm của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan, đại diện viện kiểm sát tiếp tục nêu quan điểm giải quyết vụ án với bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước, Viện kiểm sát đánh giá, bị cáo Nhàn trực tiếp làm trưởng đoàn thanh tra nhưng đã nhận tiền từ bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát thông qua Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB để bao che bưng bít sai phạm của SCB. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới chỉnh sửa kết luận thanh tra, dẫn tới việc không ngăn chặn kịp thời sai phạm của SCB. Viện kiểm sát cũng cho rằng, bị cáo Nhàn đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ, quá trình công tác chưa có sai phạm. Đây là những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Tuy nhiên theo viện kiểm sát, thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo nhàn là tinh vi và đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Viện kiểm sát xét thấy cần có hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội mới đủ răn đe. Sai phạm của bà Nhàn thể hiện, thực hiện chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, ông Văn cùng lái xe riêng nhiều lần dùng ô tô chở 5,2 triệu đô la Mỹ đến đưa cho bà Nhàn tại phòng làm việc trong trụ sở ngân hàng nhà nước và tại nhà riêng của bà Nhàn. Ngày 22 tháng 3 năm 2018, ông Văn đưa cho bà Nhàn 200.000 đô la Mỹ tại phòng làm việc. Đầu tháng 10 năm 2018, ông Văn cùng lái xe đến nhà riêng của bà Nhàn tại khu Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đưa thêm 2 triệu đô la Mỹ. Vài ngày sau, ông Văn tiếp tục đến nhà bà Nhàn đưa tiếp 2 triệu đô la Mỹ. Đến cuối năm 2018, ông Văn tiếp tục đến nhà bà Nhàn đưa thêm 1 triệu đô la Mỹ. Với các sai phạm nói trên, bà Đỗ Thị Nhàn bị xét xử về tội nhận hối lộ theo quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015. Đối với bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó tránh thanh tra đại diện viện kiểm sát xác định, bị cáo Hưng vì động cơ cá nhân nhận tiền từ SCB và chỉ đạo đoàn thanh tra che giấu bưng bít sai phạm của SCB. Theo viện kiểm sát, quá trình điều tra, bị cáo Hưng đã nộp lại tiền vụ lợi 390.000 đô la Mỹ lần đầu phạm tội. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của bị cáo gây hậu quả lớn nên viện kiểm sát đề nghị tòa cách ly một thời gian dài mới đủ gian đe đối với các bị cáo còn lại thuộc đoàn thanh tra, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước, viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố như trong cáo trạng, đề nghị tòa căn cứ vào tính chất, mức độ các tình tiết giảm nhẹ để tuyên mức án phù hợp. Đối với bị cáo Nguyễn Cao Chí, viện kiểm sát nhận định khi biết bà Trương Mỹ Lan bị bắt, bị cáo Chí đã thực hiện các hành vi để chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bà Lan. Quá trình điều tra, xét hỏi tại tòa, bị cáo Trí đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện và tác động gia đình nộp khắc phục gần hết số tiền chiếm đoạt. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, chưa có tiền án tiền sự. Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ, tạo điều kiện cho bị cáo Nguyễn Cao Chí có cơ hội sửa đổi. Trong phiên xét hỏi, luật sư Cổ Lê Huy bảo chữa cho bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng Văn phòng Hội đồng Quản trị Vạn Thành Phát, hỏi thân chủ làm rõ hành vi của Tâm. Trong vụ án này, bà Tâm bị cáo buộc lập công ty ma lên phương án giải quỹ số tiền được SCB giải ngân, giúp sức bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 171.360 tỷ đồng. Theo bị cáo, chưa bao giờ Tâm họp chung với bà Trương Mỹ Lan. Nhiệm vụ của bị cáo là cập nhật tài sản song song với thư ký của các lãnh đạo tại SCB. Bị cáo cho rằng cáo trạng cáo buộc bị cáo theo dõi dư nợ công ty ma là điều không chính xác bị cáo chỉ quản lý danh mục tài sản, chưa bao giờ được cầm giữ sổ nào. Cáo trạng nói bị cáo theo dõi dư nợ công ty ma, bị cáo chưa bao giờ theo dõi. Tâm nói và cho rằng công việc bà chỉ là nhân viên, không đủ trình độ nhận thức để biết hành vi của mình là trái pháp luật. Cáo trạng buộc bị cáo liên đới hơn 170.000 tỷ đồng, tiền đâu mà bị cáo nộp, Tâm nói gương mặt khắc khổ. Qua phần trả lời xét hỏi của bà Trương Mỹ Lan, ông Dương Tấn Trước, tổng giám đốc công ty Tường Việt, và một số bị cáo liên quan khác nổi lên mối quan hệ làm ăn khá kỳ lạ của hai bị cáo này. Theo cáo trạng, do có quen biết từ trước nên khoảng tháng 4 năm 2021, bà Lan và ông Trương Khánh Hoàng trao đổi thỏa thuận với ông Dương Tấn Trước về việc sẽ chuyển nhượng dự án Thanh Yến cho ông trước và công ty Tường Việt với giá 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông trước không thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay 3.500 tỷ đồng trong đó 2.500 tỷ đồng là mua dự án Thanh Yến, 1.000 tỷ đồng còn lại để bà Lan sử dụng và có trách nhiệm trả ngân hàng SCB. Trả lời hội đồng xét xử ngày 11 tháng 3, ông Dương Tấn trước khai, trong quá trình hợp tác, bà Lan luôn có một danh sách các dự án có nợ xấu ở ngân hàng SCB. Trong đó, ông Trước đánh giá dự án Thanh Yến có đầy đủ hồ sơ pháp lý, qua tính toán có hệ số đầu tư có khả năng sinh lợi tốt, có tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, với giá chuyển nhượng ban đầu mà Bà Lan đưa ra là 3.500 tỷ đồng, thì ông trước cho rằng quá cao nên đề nghị Bà Lan giảm xuống 2.500 tỷ đồng và được đồng ý, nhưng ông trước phải làm hồ sơ vay SCB 3.500 tỷ đồng như cáo trạng nêu. Về thỏa thuận chuyển nhượng dự án Thanh Yến, Bà Lan khai, vụ vay 3.500 tỷ đồng, đừng hiểu tôi đi bán tài sản. Tài sản đó vốn là nợ xấu của SCB, không ai mua hết. Lúc đầu, SCB bán cho người khác, nhưng vì sau đợt dịch người ta không có tiền trả. Trần Thị Mỹ Dung và Trương Khánh Hoàng bàn với Dương Tấn trước, nói mua giúp SCB giá 3.500 tỷ đồng. Trước đó, tôi có hứa với bị cáo trước rằng cứ mua, tôi sẽ nói ngân hàng ráng giúp. Trước nói sợ lỗ, tôi hứa danh dự nếu lỗ sẽ dùng tài sản bù. Tuy nhiên, cũng theo ông Dương Tấn trước khai tại tòa, sau khi 3.500 tỷ đồng được SCB giải ngân, bà Lan lại nói ông trước tập trung lo pháp lý để dự án thanh yến cho Trương Huệ Vân và công ty Vivaland thực hiện, đổi lại công ty Tường Việt sẽ được làm tổng thầu cung cấp trang thiết bị cho dự án. Về việc này, bị cáo Trương Huệ Vân khai tiếp nhận dự án thanh yến theo chỉ đạo của bà Lan, còn thỏa thuận giữa bà Lan và ông trước như thế nào thì Vân không biết. Trong khi đó, bị cáo Dung xác nhận lời khai của ông trước là đúng. Đến nay, bà Lan vẫn chưa thực hiện việc trả 1.000 tỷ đồng cho SCB, nên khoản vay trên vẫn còn dư nợ gốc là 3.500 tỷ đồng, nợ lãi là gần 590 tỷ đồng.